hội trường này, chúng ta đã cùng nhau tham dự lễ khai giảng đầu tiên của trường Đại học Vinuni và cùng nhau mang theo ước mơ về một trường đại học xuất sắc, đẳng cấp thế giới ngay trên đất nước Việt Nam. Ngày hôm nay đây, tại lễ công nhận tốt nghiệp đầu tiên của trường Đại học Vinuni, chúng ta có thể tự hào tin tưởng những giấc mơ đẹp đẽ ấy đang dần trở thành hiện thực. Celebrate the first ever graduation at Vinh University. On behalf of the entire faculty of Cornell University, I congratulate you. Vinh Uni, from its inception, has been more than just a university. It's a vision of excellence, innovation, and global impact. And the first cohort, you embody this vision. That is for you, the graduates of Vinh University. We chose you for your intellect, for your curiosity, and for your compassion. I challenge you. You must ask and solve the truly big questions in life. Today, we are ready to spread our magical wings. Real life could be full of ups and downs, but let the pioneering spirit, the pride of our class of 2024, raise you up. You will persist and endure, you will succeed, you will accomplish your purpose. Vinh Uni Pioneers, go change this world for the better. We need you now more than ever.